Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Zico TV. Thì hiện tại tôi đang đứng tại phân khu The Thôn Kin, một phân khu hàng cao cấp của chủ đầu tư Vingroup. Thì hiện nay Hòa muốn làm video này để giới thiệu xem là với anh chị là cái thực tế ở phân khu cao cấp The Thôn Kin thì nó sẽ có những cái điểm cái gì hay, có những cái điều gì khác biệt so với các phân khu khác anh chị nhé. Thì đầu tiên là chúng ta đang đứng tại cái cột đồng hồ tại một cái điểm nhấn rất là nổi bật tại phân khu The Thôn Kin. Thì ở bên The Thôn Kin sẽ có hai tòa là TK1. Đây là TK1 anh chị này. Và bên này là TK1 thì đã bàn giao cho cư dân rồi anh chị nhá. Còn đây là bên TK2 anh chị ơi. Đây là TK2. Thế thì bây giờ đầu tiên Hòa sẽ giới thiệu và chia sẻ với anh chị xem là bên trong cái phân khu này thì nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên đi vào đây thì chúng ta sẽ có một cái đài phun nước rộng kéo dài chạy giữa hai phân khu này. Nó phần tiện ích nội khu rất là nổi bật. Thì cũng giống như các phân khu Sakura hay là Grand Sapphire thì ở dưới tầng 1 là các cái cửa hàng dịch vụ tiện ích này anh chị. Đó là các cửa hàng tiện ích bao gồm siêu thị các thứ đúng không ạ? Có phòng sinh hoạt cộng đồng. Và đây là cái sảnh của tòa TK1 anh chị này. Cái sảnh của TK1 đây. Đó. Thì mình sẽ đi vào khu vực này là nó sẽ kéo dài cái tiện ích đài phun nước này. Vào buổi tối thì bật đèn lên thì là rất là đẹp này anh chị này. Bên trong này, cái phân khu The Thôn Kin này thì không chỉ là cái lấy cái ý tưởng từ cái lối thiết kế gọi là lối thiết kế Đông Dương gọi là Indochine, một cái phong cách thiết kế mà người Pháp người ta mang lại, người ta thiết kế để mà đem vào trong các cái nước Đông Dương để mà nó phù hợp với cái khí hậu của nóng ẩm, mưa nhiều, gió lớn của Việt Nam. Đấy nên là những cái bố trí, những cái thiết kế ở đây nó có sự pha trộn giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Đó thì anh chị đi vào đây và anh chị đi vào xem cái phần trung tâm này. Ở bên trong phần trung tâm này thì chúng ta sẽ có một cái không gian rất là nhiều cái cảm xúc đúng không anh chị? Đó thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để mà đài phun nước, có những cái chỗ ngắm cảnh. Đằng sau này đây là một cái bể bơi anh chị nhá. Một cái bể bơi này. Thì ở trong phần tiện ích nội khu này mình sẽ có bên cạnh cái tòa The Thôn Kin thì một cái điểm đặc biệt của nó là mình ở ngay gần cái bãi đỗ xe phía trước đây này anh chị. Phía trước đây chính là bãi đỗ xe. Và ở đây bên đây mình có phần bể bơi này anh chị này. Bể bơi của chào anh. Bên đây có phần bể bơi và mình sẽ có một chỗ vui chơi dành cho trẻ em ở đây. Đó. Sau đó thì sẽ lát nữa sẽ mời anh chị đi vào phần sảnh của khu căn hộ lần này nha anh chị nhá. Thì với cái dự án thật với cái phân khu The Thôn Kin này mới bàn giao TK1 thôi nên là cư dân hiện nay họ mới bắt đầu đang chuyển về, nên là dân ở đây thì cái hơn nữa ấy, là cái tòa TK2 thì cũng đang tròn trong quá trình xây dựng nên nó vẫn còn bụi bặm. Hiện tại thì có một số khách hàng như Hòa biết là họ cũng chưa về ở ngay, họ muốn là sau khi mà cái tòa TK2 kia được xây, được hoàn thiện xong thì họ mới về họ ở. Ở sau này thì mình sẽ có một hệ thống máy tập thể thao ngoài trời này anh chị. Đấy. Thì ở cái vị trí này thì nó cũng rất gần với công viên trung tâm anh chị nhá. Bên này có một cái sân bóng rổ và một cái sân tennis này. Đấy. Bên kia có một cái sân tập nữa này. Và chúng ta sẽ cùng đi sang bên này để xem đằng sau đây có gì. Đằng sau đây thì bên đối diện với cái bể bơi kia mình sẽ có một cái dãy shop house anh chị nhá, đang trong quá trình hoàn thiện mặt ngoài đây này. Đó. Thì là phân khu đi để cho anh chị đi một vòng xung quanh cái phân khu The Thôn Kin này. Sau đó mình sẽ trở về phần sảnh chính để mình xem là nó có những cái điểm gì khác so với các phân khu khác anh chị nhá. Một trong cái điểm mà em rất là thích là ở Vinhome, đó là các cái dịch vụ tiện ích mà các bác dọn dẹp rất là thường xuyên. Ở đây thì cũng tương đối khá bụi nhưng mà các bác lau dọn hàng ngày. Đấy. Đấy, ở đây có một bức nữa, một cái bức tranh bằng theo Hòa là bằng Hòa cũng không rõ nữa, thì đâu anh chị. Đấy, tuy nhiên là
đối với cái phong cách Indochine là nó kết hợp cái nền văn hóa giữa các nước Đông Dương, thì đối với Việt Nam của chúng ta thì chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa Trung Hoa, đúng không ạ, Trung Quốc. Còn các nước như là Lào, Thái Lan thì hay là Campuchia thì họ chịu ảnh hưởng bởi văn hóa của Ấn Độ. Nên là ở đây nó có sẽ có sự pha trộn giữa các nền văn hóa với nhau. Cùng với đó là cái sự người Pháp người ta sẽ thiết kế ra cái phong cách này. Đấy, thì nên là nó sẽ có một sự cái sự lãng mạn nhất định của và hiện đại của người Pháp. Đấy anh chị ạ. Đây chúng ta đi dọc theo cái dãy Sóc Hau này. Thì hiện nay công trường nó vẫn còn đang khá bụi. Rồi. Thì để là mình trở về với cái phần sảnh trong này bể bơi. Thì anh ơi cho em hỏi chút. Có cho em vào quay cái bể bơi một tí không? Vâng, ok, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Bây giờ thì Hòa sẽ cùng anh chị đi vào để tham quan cái khu bể bơi thuộc quân khu thôn Kin anh chị nhá. Ở đây chúng ta có một cái quầy. Đó, và ở đây có một cái máy để mà quẹt vé này, vé khi mà đi vào này, cư dân thì có vân tay này. Ở bên này có phòng y tế này. Bên này có phòng thay đồ nữ này. Bên này là phòng thay đồ nam. Đấy, rất là đầy đủ rồi. Về mọi cái. Đấy, đây cũng có một cái bảng hướng dẫn để mà mình sử dụng cho những cái vật dụng để mà đi vào bể bơi một cách phù hợp này anh chị. Đấy. Thì là sẽ không, sau đó thì là sẽ mời anh chị đi ra phần bể bơi. Phần bể bơi của chúng ta thì rất là rộng đấy anh chị. Anh chị hiện tại thì bể bơi này vẫn còn đang trong quá trình chưa hoàn thiện 100% anh chị nhá. Đã xây dựng hình thành rồi nhưng mà hiện tại công trường ở đây khá là bụi nên là cư dân họ cũng chưa sử dụng. Và đặc biệt thì bây giờ cũng đang là mùa đông nữa nên là cư dân họ chưa sử dụng nên chủ đầu tư họ cũng chưa bố trí đầy đủ các cái công năng và tiện ích mà chỉ mới là hoàn thiện phần cơ bản thôi của bể bơi. Đó, thì sau khi mà TK2 bàn giao thì Hòa nghĩ rằng là chủ đầu tư sẽ hoàn thiện khu này để cho cư dân cùng vào đây để mà sử dụng thôi. Và đây là hình ảnh toàn cảnh cái khu bể bơi ngoài trời thuộc phân khu thôn Kin anh chị nhá. Đó, một cái bể bơi rất là rộng. Bên này là bể bơi người lớn, còn cái phần nhỏ nhỏ có rào kia là bể bơi dành cho trẻ em anh chị nhá. Đó. Thì đây là một cái bể bơi rất là hay. Đó. Đẹp đúng không ạ? Bây giờ thì Hòa sẽ cùng mời anh chị, chúng ta sẽ cùng đi vào phần sảnh căn hộ để tham quan xem là ở đó như thế nào, nó có gì khác biệt so với bên các phân khu trung cấp như là The Sapphire, The Grand Sapphire hay là Sakura, thì nó có những cái điều gì khác biệt anh chị nhé. Bây giờ thì chúng ta đã cùng trở lại với phần sảnh của căn hộ TK1, sảnh TK1. Xin mời anh chị chúng ta cùng đi vào trong căn hộ nhé. Xem là ở đây có gì nào. Đầu tiên khi mà mở cửa kính ra thì anh chị có thể thấy là một cái không gian đúng không ạ? Là ở đây chúng ta sẽ có hơn tới phân khu trung cấp, đó chính là chúng ta sẽ có một cái quầy lễ tân đúng không ạ? Bên tay trái này chúng ta sẽ có những cái hòm để thư này anh chị này, hòm để thư đó, và cả một số cái quầy để mà sảnh chờ đúng không ạ? Bên này thì cũng có một cái sảnh chờ rất là rộng để mà chúng ta những có những dịp là chúng ta có thể tiếp khách ở dưới này, mà không những cái khách không phải là thân thiết gia đình thì anh chị có thể là tiếp khách dưới này. Thì dưới này thì cũng sẽ có nước uống và một số cái bàn ghế này thôi để chúng ta sử dụng. Đấy, như vậy là anh chị thấy hình dung được ạ, là bố trí rất là đẹp. Trên này thì đúng không ạ, đấy cái không gian đó về cơ bản nó sẽ như thế nhé. Ở đây thì các anh bảo vệ rồi là các chị luôn luôn túc trực thường ngày. Thì bây giờ chúng ta sẽ mời anh chị chúng ta đi vào trong này để xem là bên trong này sẽ có gì chị nhé. Ok, đây là chúng ta đứng bên phần trong, thì bên này sẽ có những cái hòm thư của từng căn hộ này. Sau đó là chúng ta sẽ đi vào phần sảnh chờ thang máy. Thì đây là phần sảnh chờ thang máy này anh chị này. Mình sẽ phần thẳng sảnh chờ thang máy rất là rộng. Và sảnh chờ thang máy của khu TK này thì sẽ là bố trang trí rất là đẹp hơn và rộng rãi hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Ok. Thế bây giờ ở đằng sau cái khu này
thì chúng ta sẽ có một cái phần, đó chính là phần tiện ích thêm. Đằng sau này chúng ta sẽ có nhà vệ sinh. Đối với các phân khu trung cấp thì chúng ta sẽ không có nhà vệ sinh anh chị nhé. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có khu vực nhà vệ sinh ở đây. Đấy. Và bên này thì sẽ có một cái phòng giống như phòng sinh hoạt cộng đồng này anh chị này. Ở phòng sinh hoạt cộng đồng đây có bàn bia, có bàn bi lắc và có những quầy ngồi để mà xem tivi, đúng không ạ? Chơi. Đây đây là Hòa nghĩ là chơi game này. Đây là chơi game này. PS này, đúng không ạ? Và bên phòng sinh hoạt cộng đồng này có những cái phần khác nữa. Đó, thì chúng ta có một cầu thang để đi lên. Đấy, thì bên này là các bác các chị đang làm việc. Đấy. Đấy, thì bên này có một cái phần sinh hoạt cộng đồng nữa rất là rộng, đúng không ạ? Đấy là các chị đang làm việc ở đây. Xin phiền các chị một chút xíu. Đấy, mình có một cái chỗ bàn ghế đây. Đấy là phòng sinh hoạt cộng đồng tại bên phân khu thôn Kim này. Cảm ơn các chị nhá đã làm phiền em. Vâng, em xin chào. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với phần sảnh để chúng ta đi lên cái một cái tầng căn hộ xem là ở đây như nào nhé. Ở đây thì vẫn là cái phong cách bố trí nội thất là Indochine đúng không chị? Anh chị có thể nhìn thấy những cái gạch còn gạch hoa này, đúng không ạ? Nó biểu trưng cho cái phong cách đấy. Cùng với đó là gỗ, rồi những cái họa tiết, đúng không ạ? Hoa văn của phương Đông thì rất là ấn tượng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở về với phần sảnh nhé, anh chị nhé. Rồi, cho tớ lên tầng 3 với. Đó. Vâng, nếu anh chị ngại thì vâng, xin lỗi anh chị tí nhá. Em quay một tí. Nếu mà mọi người phiền mọi người đi thang sau giúp. Vâng. Đó, thì ở đây là trong cái không gian của thang máy anh chị nhá. Đây không gian thang máy. Quay trong video trong thang máy này cũng không đúng đâu, nhưng mà để mà anh chị được cảm nhận thì rất là thứ lỗi. Đó, thì chúng ta đi ra phần sảnh chờ của thang máy ở các tầng. Sảnh chờ của thang máy ở các tầng tại phân khu theo thôn Kim sẽ rộng rãi hơn và bố trí đẹp hơn so với các phân khu khác. Đấy, anh chị có thể thấy là phân khu này được bố trí và trang trí rất đẹp, đúng không ạ? Đấy, vì phân khu theo thôn Kim nó cái sảnh cũng như là cái đường đi lối lại này sẽ rộng hơn. Đối với bên The Sapphire hay là bên Sakura thì cái đường đi này nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó khoảng 1m6. Thì bên này sẽ rơi khoảng 1m8, 2m anh chị nhá. 1m8, 2m. Đó, thì 1m8, 2m. Ở bên này chúng ta sẽ có hệ thống thang thoát hiểm, đúng không ạ? Đấy, thì vẫn là giống như bên kia thì ở phần hệ thống thang thoát hiểm của bên TK thì nó sẽ rộng rãi hơn. Đấy. Và mình sẽ có những hệ thống phòng cháy chữa cháy. Và mình sẽ có phần những phần căn hộ, đúng không ạ? Hệ thống cửa, đúng không anh chị? Hệ thống cửa, chuông báo này, đúng không ạ? Đấy, chuông báo khi mà mình đến nơi mình gọi đến, hoặc là mình mở cửa thì mình sẽ có một cái khóa cửa. Khóa cửa bên này thì là dùng thương hiệu là Desmond. Thương hiệu Desmond vừa mở bằng vân tay, mở bằng thẻ từ và mở bằng cả số nữa anh chị. Mở bằng cả số đây nữa. Rồi cái này thì đang tháo pin nên là sẽ không chưa xem được anh chị nhé. Đó chính là cái phần sảnh ở đây bố trí. Ở bên TK thì sẽ khác một chút là điều hòa và thông gió thì nó sẽ bố trí khác hơn so với bên Sapphire anh chị nhé. Anh chị có thể là hình dung thấy được là cái phần này nó sẽ khác. Chào anh. Bên phần này mình sẽ sang bên sảnh bên kia để mình xem. Ở đây có một cái cửa này. Đấy. Để ngăn cách. Và đây thì mình sẽ có một ô thoáng để vừa lấy gió, để vừa lấy ánh sáng đi vào phòng của mình. Đi vào trong cái hành lang này. Ở đây là khu gom rác. Khu gom rác ở bên này thì khác với bên kia. Là nó không ở gần một cái căn hộ nào cả. Mà nó để tách biệt ra với cái phần cái tòa nhà. Là nó ở cái khu kỹ thuật nước này và mình ở kỹ thuật điện, ba cái phòng này là nó sẽ gần nhau luôn. Như vậy cũng là rất là hay chị nhá.
nó sẽ không bị gần một cái căn hộ nào cả. Đấy, nó không bị áp sát vào nên mình sẽ không sợ là ồn. Đấy. Thì đi sang bên sảnh bên này, sảnh bên này thì mình sẽ vẫn có một thang thoát hiểm ở đây, đúng không ạ? Và thang thoát hiểm ở đây cùng với đó là thang hàn, nó cũng sẽ giống với bên kia là sẽ thang hàn sẽ ở trong này luôn. Thì khi anh chị vận chuyển đồ đạc lên thì là mình sẽ đi cái thang này để không ảnh hưởng đến các cái cư dân khi mà họ di chuyển. Đấy, và đây là phần thang thoát hiểm anh chị nhá. Ok. Cái này thì đang quay bằng điện thoại nên sẽ đôi chút là anh chị sẽ cảm thấy là nó hơi khó chịu một chút, nên anh chị cũng thông cảm. Đó, thì mình sẽ đi vào đây để mình xem là phần sảnh. Đấy, đây là phần cuối của sảnh rồi. Phần cuối của sảnh thì mình sẽ có một cái cửa thoáng phía trước, có hệ thống camera an ninh và có hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ của anh chị nhé. Đó. Vừa rồi thì Hòa cũng đã cùng với tất cả anh chị chúng ta đi khám phá một vòng xung quanh phân khu thờ thôn Kim và bên trong phần sảnh căn hộ để xem là bên phân khu cao cấp thì sẽ khác như thế nào so với bên phân khu trung cấp. Thì nếu như anh chị thấy video này hay thì hãy like, share, comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho Zico TV. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.